Rồi em chào bà con nha. Nay ngày 30 tháng 9 2023 ha. Em có một số máy cập nhật cho bà con ha. Có gì mua thì nhớ mã số đọc cho em ha. Ở nay hàng đi nè. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em nha. Rồi cây này 707 ha. Cây này Oppo AR8229. Cây này tên nó vậy ha. Cây này bán nghe gọi nha, 300k, xài được 2 sim. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. Đời này đời hơi cũ nên em bán giá nghe gọi nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi, game bọng ha. Rồi cứ bấm vô xài thôi ha. Máy ok, full chức năng 2 sim nha. Rồi, cây này em bán giá là 300k, bán nghe gọi nha. 707 nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Rồi. Rồi cây 708 nè, Galaxy Z2 Prime nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm nè. Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này xài được 2 sim 4G nha, 2 sim 4G chính hãng Samsung. Máy móc ok, rin nguyên cây luôn, pin thì tốt nha. Em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn ha, để về xài nó rất là mạnh nha. Còn muốn tải thêm thì nó hơi không được mạnh nha, tại máy mình có 350 nha. Đòi hỏi quá. 350 là chưa tính cái cục pin nữa, tính màn hình thôi đó. Chưa đủ tiền cái màn hình nữa. Màn hình này nếu mà đúng gin là đi mua là khoảng 500-600. Mà giờ em bán cây này nguyên cây luôn có 350 rồi. Thua cây cụ bắp nó ngang ngửa cụ bắp. Rồi cây này hỗ trợ được 2 sim và 4G nữa ha. 708 nha. 350 thôi nha. 709 nè. Cây này ZTE S11 Plus nha. Cái tên nó là vậy ha, học online tơ ốp, Android nó 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, xài được 2 sim. Em bán 400 nha, mã số là 709 nha, camera đẹp cực kỳ ha, xài được 2 sim luôn. Cùng Z-Test nha, camera trước có LED luôn, bự tổ và nái luôn. Rin nguyên một cây không lỗi gì hết, full chức năng nha. Máy móc Kensabank ha, đã lắm nha. Em tải sẵn ứng dụng sẵn cho bà con ha, để về xài ok ha. Tải thêm thì nó không được mạnh ha. 709 400k thôi nha, 400k thôi, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Rồi cây Galaxy Z5 2016 nha. Cây này Z5 2016 pin nó trâu hơn, xài được 2 sim 4G. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này 400k nha, mã số 710 nha, 710 nha. Đó. Z5 2016 nha. Máy móc ok, full chức năng, em test ok hết ha. Pin thì tốt luôn nha, cây này xài được 2 sim ha, 4G ha. Máy móc ok, pin nguyên cây luôn. Cây này em bán giá là 400 nha, mã số là 710 nha, 710 Z5 2016 nha. Em có cây Z200 gọi là Z2 2015 nha. Học online tốt, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, xài được 2 sim. Em bán 400k, mã số là 717711 nha. Này full nguyên cây luôn, rin nguyên cây luôn. Đó, rin nguyên cây luôn nha. Men rin, máy rin, rin nguyên bộ luôn ha. Vỏ sống qua 5 tháng nha, gọi là rin nha. Cây này 711, 2 sim luôn ha, 400k. Rồi cây 712 nè. Cây này Huawei U29, tên nó vậy ha. Máy cũng còn đẹp Ken thời bên luôn. Đó, máy còn đẹp luôn, màn hình cũng còn đẹp luôn ha. Máy đẹp Ken luôn. Học online tốt, Android 5 chấm, Zalo nè, Facebook nè, YouTube nè. Ok ha, YouTube chạy bình thường ha. Tải ứng dụng về xài bình thường. Cây này em bán 400 thôi, mã số là 712 nha. 400k cây này ha. Nút nguồn nằm đây ha, lớn nhỏ ha. Đó, màn hình nè. Rồi rin nguyên cây luôn nha. Rin nguyên cây luôn. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. Đó. Xài được 2 sim luôn, 400k, mã số là 712 ha. Rồi cây 713 nè, cây này cây Galaxy Note 4 nha. Cây này tiếng Anh, sách tay từ bên Mỹ về. Này, cây này có đo được nhịp tim, có hồng ngoại nha. Và có cây viết nha. Cây này rin nguyên cây, vỏ nó cũng hơi xấu nên bán bớt cho bà con ha. Em bán cây này có 500k thôi nha. Cái màn hình không là dư tiền ha. Cái màn hình Super AMOLED của Note 5 là chính hãng thì nó dư tiền nữa ha. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32, Android 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này em bán 500k nha, mã số là 713 nha. 713, máy full chức năng. Máy thì Kensabank, em tải sẵn ứng dụng rồi ha.
Đó, máy này. Ôi, màn hình nó không có gì luôn. Màn hình đẹp Cancerbank luôn, không ám, không ố luôn. Màn hình Super AMOLED luôn, cây viết xài bình thường nha. Găng tay cho nút home luôn. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin thì tốt nha, mà pin tốt nữa ha. Đó, máy móc là có hồng ngoại luôn. Rồi cây này em bán 500k nha. Ai nhanh tay thì cọc qua cái cạc Viettel 50% nha. Cọc 100 thì em bao ship nha, chuyển khoản cũng được ha. Rồi, có cọc mới bán, không cọc không bán nha. Muốn mua thì cân nhắc nha, có cọc thì em mới bán nha. 713 nhân 500k ha. Rồi 714 nè. Galaxy Z7 Pro ha. Cây này bị đốm, đốm màn hình chứ không bể nha. Em tải con cá full đẹp cực kỳ luôn. Em bắt qua bên cài đặt cho coi ha. Nè, nó bị đốm nha. Không ảnh hưởng nha, không lan không gì hết. Vài bữa nó có hết luôn á. Tại ông thợ kia cái màn hình này riêng. Cái ông lấy cái khò, ông khò sơ qua, ông để trúng cái cây khò lên đây nè. Rồi nó bị vài bữa nó cũng có khi nó hết luôn á. Nhưng mà lỡ rồi em bán rẻ sổ cho bà con giống như giá sát ha. Cây 500k thôi. Z7 Pro ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, xài được 2 SIM, 1 thẻ nhớ 4G. Cây này 500k, mã số là 714 nha. 714 full chức năng. Không lỗi gì hết, full luôn nha. Nó bỏ SIM nghe gọi ok luôn, 2 SIM luôn. Bằng với giá máy thường luôn. Em bán sát luôn ha. Cây này 500k, mã số 714 nha, xài bình thường ha. Cây 715 nè, cây Oppo Neo 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nè, Zalo, Facebook, YouTube ok, em bán 500k, Oppo Neo 9 nha. Cây này mã số là 715. Cây này xài được 2 SIM chính hãng Oppo. Đó, màn hình thì full chức năng không lỗi gì hết, zin nguyên cây. Máy zin luôn nha, máy móc ok mạnh cực kỳ ha. Đối với em này em xài như vậy là mạnh nha. Còn người khác xài thì em biết nha, tùy theo người xài, có khi tải ứng dụng này vô. Cái máy bán có 400 500 mà tải à, Liên Quân, Wi-Fi, rồi sao chạy. Máy mình thì tiền nào của nấy mình xài, ví dụ nghe gọi ghê, xóa hết nghe gọi ghê, biết chừng nào hư nó. Rồi tải vô rồi sao, tôi mua cái máy thì 1-2 triệu nè, mà còn xài không nổi nè. Mình có bao nhiêu mình xài nhiêu đi. Đòi hỏi quá cũng không được nha, tiền ít mà rồi thôi. Cây này 500k nha, mã số là 715 nha. Rồi cây 716 nè, cây này cây Oppo Neo 9 luôn ha, mà màu vàng, còn cây kia màu hồng nha. Rồi cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này 500k, mã số là 716, xài được 2 SIM, hỗ trợ 2 SIM luôn ha. Máy móc ok, full chức năng ha. Máy móc ok luôn. Riêng nguyên cây luôn nha, xài được 2 SIM luôn. Rồi cây này 716 nha, 500k. Cây 717 nè, cây này cây Sony XA. Sony XA nha, nó bầu. Sao camera bữa nay nó không lấy nét nha. Sony XA, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Em bán 550 cây này ha, mã số là 717 nha. 717, cái nút này nút nguồn nha. Còn nút này cái khay sim bỏ vô chỗ này ha, khửi cái này ra bỏ sim ha. Còn nút âm lượng là nút này ha. Rồi màn hình thì full chức năng không lỗi gì hết, zin nguyên cây. Rồi em tải sẵn ứng dụng rồi ha, máy móc ok full chức năng. Máy móc ok luôn ha. Màn hình zin luôn, zin nguyên cây luôn ha. Cây này 2 SIM luôn nha. 2 SIM. Máy móc ok, full chức năng, pin cũng tốt, ok ha. Cây này 717 nha, của Sony nha. 550 cái này ha. Ai mua thì cọc cái cạc Viettel 50% ha, hay là chuyển khoản nha. Nếu cọc được 100 em bao ship luôn nha. Cọc 100 thì cũng trừ ra nha. Cây này 550 thì trừ ra 100 thì còn 450, bao ship luôn. Ship tiền ship thì 20k. Coi như là tính ra cũng rẻ miếng ha. Rồi cây này 718 nè. Cây này kia OB nha, OB SF SF1 nha. Nó OB này thì xuất xứ của nó là của nước Mỹ sản xuất nha. Nhưng mà hàng này hàng quốc tế có tiếng Việt luôn nha. Quốc tế có nghĩa là các nước đều xài được, và SIM của các nước đều xài được luôn. Mỗi một nước nó có nhà mạng riêng. Nhưng mà cây này gọi là quốc tế thì tất cả các nước, tất cả nhà mạng đều xài được nó hết, thì gọi là quốc tế ha. Còn chính hãng có nghĩa là chính hãng của OB sản xuất, có nghĩa là nhà máy Samsung, OB, Apple
rồi mình chính cái hãng là chính cái hãng đó sản xuất chứ không phải là hàng nhái cái hãng đó, gọi là chính hãng nha. Em giải thích vậy ha. Cây này Gamba, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, chạy rất là mạnh, chơi được game luôn nha. Cây này 600k, mã số là 718 nha, 718. Kobe này còn mới keo Japan luôn, nhưng mà của nước Mỹ sản xuất thì nó rất là bền nha, mạnh nha. Đó. Máy móc ok, em tải con cá lội luôn nè. Thấy không? Đó, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok full đẹp ken ken luôn. Mà nó mạnh lắm nha. Nó xài con chip cũng 8 nhân giống như thường luôn. Đó, đại nè. Chơi game được luôn. Em tải con cá nó chạy là thấy biết rồi. Máy móc ok ha, 600k, mã số là 718 nha. Rồi cây cây Apple F3 2 SIM 4G. Cây này thì rất là mạnh nha, phiên bản cao cấp, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, chơi tất cả các loại game. Cây này em bán là 850 nha, 850, cái vỏ nó không được đẹp ha. Nó xấu qua 5 tháng, màn hình thì không bể, không nứt gì hết nha. Mà tại cái vỏ nó không xấu, em bớt cho bà con ha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64, lượng chung phải thường luôn nha. Nó em bán 850 giá bèo luôn, 719 nha, mã số 719 nha. Em bắt màn hình lên cho coi, nó full chức năng. Đó, máy móc ok full luôn nha, không lỗi gì hết nha. Màn hình thì đẹp ken luôn nha. Đó, máy móc nè, chạy nè. Găng tay trên nút home ha. Rồi, pin thì tốt lắm nha. Cây Apple mà, pin tốt lắm nha. 719 nha, 850 nha. Em quay cái clip vậy mà còn mọi người còn không hiểu, có người không hiểu hỏi rồi. Quay cỡ này mà còn không hiểu đồ chụp hình coi, coi thì sao được. Quay không coi mà chụp hình thì coi. Rồi cây này 720 nè nha. Galaxy Z7 Pro nha, chính hãng Samsung, xài được 2 SIM, một thẻ nhớ RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này pin cũng ok, 900k. Mã số là 720 nha, chính hãng Samsung. Máy móc ok full chức năng, em tải sẵn con. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha, VND, căn cước công dân, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Pin thì rất là tốt, găng tay trên nút hôm. Rồi, cây này thì em bán 900k nè, sụt nữa ha, 720 nha. Rồi 721 nè. Cây này cây Galaxy A20 nha, dòng cao luôn nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 11 chấm. Do bị nứt kính của camera nên em bán có 900k nha, găng tay một chạm luôn. Cây này sạc bằng đuôi Type-C luôn á. Màn hình thì giọt nước nha, máy đẹp cực ken thì bên luôn. Đó, máy đẹp ken xong có giọt nước luôn nha, pin thì tốt. Xài được 2 SIM, mỗi SIM 4G ha. Máy rất là mạnh nha. Máy nè, chạy nè. Máy cực kỳ luôn, ok luôn ha. Rồi cây A20 nha, Samsung A20 nha. Rồi 900k, găng tay một chạm luôn ha. Máy móc ok full chức năng nha. Đó. 721 nha, 900k. Cây Vivo cũng đẹp lắm ha. Vivo nè. Đó, cây này Vivo Y51S nha. Camera tổ mẹ luôn. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 10 chấm luôn, Zalo, Facebook, YouTube ok luôn ha. Chơi game được luôn ha. Đó, cây Vivo là pin trâu lắm. Có hãng Vivo pin trâu lắm, màn hình thì giọt nước ha. Máy móc ok full chức năng, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Máy này chưa có tài khoản, tất cả máy này không có tài khoản nha. Có gì về thì nhập tài khoản vô ha. Còn máy yếu yếu thì tốt nhất nếu mà xài cho nhanh thì đừng có tạo nhập ha. Còn muốn nhập thì nhập ha, chứ không phải là gì. Rồi cây này 900k nha, 900k cây này Vivo nha. Vivo 900k luôn, mã số là 722 nha. Ai mua thì cọc, găng tay trên nút nguồn luôn nha. Ai mua thì cọc quá ha. Đó, máy móc đẹp ken spec luôn ha. Đó. Ông có cây Tab A ha. Tab A 2016 màu đen. Học online tốt, Android 5 chấm ha. Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Bỏ SIM nghe gọi được luôn ha, giống như máy thường luôn ha. Một SIM một thẻ nhớ nha. Cây này giá là 600k, mã số là 722A. 722A nha. Có nắp ở trên này SIM ha, ở dưới đây thẻ nhớ có nắp, đậy thẻ nhớ mất rồi. Màn hình thì đẹp trên spec luôn. Màn hình rin nguyên cây luôn nha. Màn hình rin. Em tải sẵn ứng dụng nữa, chơi nội mà chơi mấy cái ứng dụng mà em tải thôi, chơi mấy game này nè cũng lời nữa, nhất là đánh bài nữa, này kia ha, bán cá này kia rồi cho con bé nó chơi ăn này kia đó ha, coi YouTube karaoke cũng lời nữa. 600k ha, 722A nha. Rồi 694 nè, cây này cây Asus Z010D nha. Cây này pin trâu lắm, nặng kịch luôn.
Máy móc ok, full chức năng ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6 chấm ha. Cây này bán 450 nha, bỏ sim nghe gọi ok ha, hai sim luôn 4G ha. Cây này 450, mã số là 694 nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Máy full luôn. Rin nguyên cây luôn ha, màn hình thì khỏi nói luôn, rin nguyên cây luôn, pin thì tốt lắm nha. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha, VND, TikTok nữa ha. Máy móc ok full luôn, nút này nút âm nút nguồn nha, nút âm lượng lớn nhỏ nha, hai sim luôn nha. Rồi cái dòng này thì pin nó trâu lắm nha, 694 nha, 450 ha. Rồi 697 nè, cây này cây Galaxy Z5 2016 nha. Galaxy Z5 2016 xài được hai sim, hỗ trợ 4G, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này em bán 550 nha, 550 nha. 550 rin nguyên cây luôn nha, màn hình rin luôn, men rin hết toàn bộ luôn ha. Máy móc ok, chạy như chạy cực kỳ đã luôn nha. Em tải sẵn dụng pin cũng tốt nha, pin tốt luôn ha. Rồi ok, cây này 550 nha, mã số là 697 nha. Hai sim 4G. Rồi em có cây LG G3, lâu lắm rồi cầm được cây này ha. Màn hình Super AMOLED có hồng ngoại luôn. Cây này thì nút nguồn nó nằm ở đây nha, lớn nút nhỏ, âm lượng lớn, âm lượng nhỏ, nút nguồn nằm đây ha. Cây này màn hình Super AMOLED luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok luôn ha. Cây này em bán 550 nha, mã số là 698 nha. Giờ chạm vô màn hình hai cái cũng mở nữa ha, chạm hai cái tắt ha, hoặc là nhấn cái nút này nha, nút này là mở khóa màn hình luôn, màn hình ghi luôn, Super AMOLED luôn, pin thì tốt luôn nha, pin thì tốt luôn rồi. Mà máy móc em test ok hết rồi, cực kỳ luôn, màn hình là đẹp lắm nha, Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Rồi cây này 550 nhưng mở số là 698 nha. Rồi cây này hàng cao cấp này, em lâu lâu có một cây em bán cho bà con chơi ha, ai sưu tầm mà ai tin tưởng thì mua ha. Cây này cây Galaxy A71, dòng này cao lắm, dòng này mua sưu tầm chơi cao lắm. Cây này RAM 8 cộng 8 nha, Samsung mà RAM 8 mà cộng 8, ghê không, nghe nhót liền ha. 4 camera luôn, bộ nhớ 128, Android 13, M13, chơi tất cả các loại game gánh hết toàn bộ luôn của Samsung nha. Hồi em bắt cái màn hình lên là giật nát nữa ha. Cây này em bán 3 triệu nha, mã số là 706 nha, sạc đuôi tai si ha. Màn hình thì khỏi nói rồi, Super AMOLED, có găng tay trên màn hình nha, là lộn, găng tay bằng nút này mới đúng. Tại em thử găng tay bằng cái tay này á, em thấy nó găng tay trên màn hình luôn nha. Máy này ok, full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy đẹp, Kensho Ben Gin nguyên cây luôn. Màn hình rồi nút ruồi nha, camera nút ruồi luôn. Máy thì RAM 8 cộng 8, bộ nhớ 128, pin thì tốt. Camera thì quay một cái thấy mụn luôn. Cây này 706 nhưng giá 3 triệu ha. Nó tên là A71 nha. Ai mà coi muốn không biết thông tin của cái máy này thì coi trên Google nha. Ngoài ra em không có nói vậy thôi chứ không có nói, em cho coi vòng ngoài ha. Rồi máy full chức năng không lỗi gì hết nha. Ai cần mua thì cọc qua cái cạp đi theo 100k hay là chuyển khoản 100k em ship đi ha. Rồi còn mấy cái tab nè. Em có cây tab 4 nha, tab 4 này bán giải trí nè, 400k nha, của Samsung nha. Có thể bỏ sim nghe gọi được luôn nha. Mã số là 706A nha. Có số A sau lưng nha, 706A. Nút nguồn nè, nút nguồn ở trên đây ha. Đây, em có tải sẵn ứng dụng nè. Tải sẵn ứng dụng luôn ha. Chơi game không cũng lời, nó có 4 xị của Samsung luôn, màn hình Super AMOLED luôn, đẹp Kensho Ben luôn. Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha. Lỗ ở trên này gắn là sim nha, còn lỗ dưới thẻ nhớ ha. Máy móc ok luôn, 706A nha, 400k ha. Đây, 706C, cây này tab E nha, cái tab E của Samsung nha, bỏ sim nghe gọi ok luôn ha. Cây này bỏ sim nghe gọi luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16 chuẩn nha. Cây này Android nó 6 chấm, em bán 700k cây này nha. Màn hình nó bự lắm nha. Muốn biết cây này thông tin thì lên tab E nha, Galaxy tab E ha. 700k, mã số là 706C nha. Tab E, muốn biết về thông tin của nó thì search lên Google á.
Đó, em tải sẵn ứng dụng nữa ha. À, cảm ứng ok luôn, full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy móc ok luôn ha. Nó bự quá em test không được. Nó bự quá, em cầm không được, bự lắm. Nó cao kê là thầy luôn, pin thì tốt luôn nha. Pin thì khỏi nói luôn, trâu như con bò. Máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng rồi, nó chơi game của em tải không cũng lời nữa. Rồi cái này em bán 700k nha, Tab E nha, chính hãng Samsung nha. Đó, 706C nha. Rồi cây 671 nè, cây này cơ U29 của Huawei nha. Cây này xài cũng 2 sim luôn, học online tốt, Android 5.0, Zalo, Facebook, YouTube ok, máy cũng còn đẹp ha. Pin tốt, riêng nguyên cây luôn nha, riêng nguyên một cây luôn. Học online tốt, Android 5.0 luôn. Cây này mã số là 671 ha, em bán 400k cây này ha. Máy bây giờ em bán rẻ ha, 400, 300, 400, 500 ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, để dễ xài thì rất là mượt nha. Còn tải thêm thì hơi chậm chút nha. Còn máy như vậy thì chạy nè, không thấy đường ha. Đó, bỏ sim nghe gọi thì ok, xài được 2 sim nha. Rồi cây này 400k, mã số là 671 nha. Máy móc em cho theo cấp sạc ha. Rồi cây này cây Oppo Neo 9 nè, cây Oppo Neo 9 luôn. Cây này nó riêng nguyên cây luôn, màn hình thì đẹp nha, nhưng mà hơi ám tí. Em bán rẻ luôn, 400k mã số này ha. 672 nha, xài được 2 sim luôn. À, xài được 2 sim luôn. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5.0, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Của Oppo nha. Cây này em bán 400k, màn hình nó riêng luôn, nhưng mà hơi ám nhẹ nha. Xài bình thường, full chức năng không gọi hết. 400k thì giống như mình mua cái cụ bắp cũng giá này, mà mua cái này xài Zalo, Facebook, YouTube, màn hình nó hơi vàng tí, không có ảnh hưởng gì hết nha. Vẫn còn máy cũng còn đẹp, xài tốt rồi được rồi. Đó, gọi Zalo, coi YouTube này kia đỡ ha. 400k mã số là 672, xài được 2 sim luôn nha. Oppo Neo 9 luôn. Rồi mã số là 674 nè. Cây này cây Galaxy Z500 ha. Cái vỏ nó hơi xấu, em lên cái vỏ đẹp cho bà con luôn, vẫn không để giá cũ luôn, không lên giá luôn nha. Em hỗ trợ cái vỏ cho bà con luôn nha. Cây này thì thường thường em lên vỏ em bán 550, nay em bán 500 cho bà con luôn. Cây này riêng nguyên cây lên vỏ đẹp nha. À, nó 674 nha, 500k Z500. Android nó 5.0, Zalo, Facebook, YouTube thì ok ha. Nó riêng nguyên cây luôn. Em lên vỏ đẹp cho bà con cây này luôn. Ai chốt nhanh gọn lẹ nhanh nha. À, cọc 100 thì em bao ship nha. Máy móc ok, full chức năng ha. Đó, máy em tải sẵn fan này đi ha. Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Đó, máy cực kỳ luôn, riêng nguyên cây luôn, không lỗi gì hết nha. Pin thì tốt ha, 500k cây này ha. Mã số là 674 nha. Ai chốt thì cọc qua ha. Rồi 676 nè. 676 là Oppo A51W nha. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5.0, Zalo, Facebook, YouTube. Cây này xài được 2 sim 4G, cây này có hồng ngoại nha. Đó, cây này em bán 500k luôn, mệnh danh là cơm cương đen nha. Full nguyên cây và rin nguyên cây luôn, full có nghĩa là không lỗi gì nha. Em nói là full nguyên cây có nghĩa là không lỗi gì hết. Còn rin nguyên cây là không, nguyên một cây rin luôn. Đó, là đồ rin hết toàn bộ luôn. Không có thay thế gì hết, gọi là rin nguyên cây ha. Màn hình rin, men rin và pin rin. Rin nguyên cây. À, mã số là 676 nha, 500k cái này thôi nha. Hồi trước mà dễ gì mà cầm nổi cái này. Rồi cây này 500k, mã số là 676 nha, 2 sim Oppo A51W nha. Rồi em có cây màu trắng nè, 677 nha. 677 cũng là Oppo 51W nha. Cây này RAM 2, bổ nhớ 16, Android 5.0, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này em bán 500k nha, màu trắng, có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim 4G ha. Máy rin nguyên cây, full chức năng ha, không lỗi gì hết. Rin hết. Đó, màn hình rin luôn, rin hết toàn bộ luôn. Em test sẵn rồi, sim bọng wifi đầy đủ hết toàn bộ luôn nha. Không lỗi gì hết, rin nguyên cây luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, 677 nha, quá đẹp, kim cương màu trắng nha. 500k. Rồi cây mã số là 678 ha. Cây Xiaomi Mi A1 ha. Cây này camera kép luôn, găng tay một chạm luôn. Vỏ nó hơi cũ ha, xấu ha. Sạc bằng tay xi luôn nha. Nhưng mà được cái là máy này nó nứt con đường à. Em bán rẻ cây này luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9.0 luôn, Zalo, Facebook, YouTube, chơi tất cả các loại game luôn nha. Cây này 678, bị nứt kính nhưng mà màn hình nó là không bị liệt gì hết. Cảm ứng ok, full chức năng ha. Chơi game được luôn, bình thường luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi full chức năng nha, không đổi gì hết. Em tải sẵn ứng dụng nha. Em test cảm ứng cho bà con coi ha.
nước nhưng mà cảm ứng sẽ bình thường nha, không lỗi gì hết nha. Chơi tất cả các loại game RAM 4 ở RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Mình cho coi game RAM nè. Máy móc ok ha. Đây, thông tin hệ thống giới thiệu ha. Android 9 ha. Ồ, nhớ nằm chỗ khác rồi. Rồi, máy móc ok ha, RAM 3 bộ nhớ 32 ha, xài được 8 nhân mỗi nhân 1.8 ha. Cây này 550 thôi, 550 nha. RAM 3 luôn của Xiaomi nha. Bị nứt kính xài bình thường ha. 678 nha, mã số là 678 ha, 550 nha. Nó găng tay một chạm có hồng ngoại luôn nha. Và có thể xài được hai sim luôn nha. Rồi 678 ha. Rồi em có cây Redmi Note 4 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cái máy này đẹp nha. Không nứt không bể không gì hết luôn. Găng tay một chạm luôn. Máy này có hồng ngoại luôn, sở hữu được hai sim ha, 4G ha. Cây này em bán 550 nha, mã số là 680 nha. Máy móc ok có hồng ngoại luôn, đẹp nha. Redmi Note 4 nha. Máy móc là riêng nguyên cây luôn, đẹp ken spen luôn. Máy móc ok ha. Nó chạy nè, không thấy đường luôn nha. Chơi được game luôn nha. Lên quân wifi này chơi được luôn nha. Tại vì nó là RAM 2 bộ nhớ 16 nhưng mà nó được là 10 nhân nha. 10 nhân mỗi 1 nhân 2.1. Nó thấy giống nè, em để nữa ha. Chứ không phải thường đâu, cây này rất là mạnh nha, chứ không phải thường luôn nha. Đó, 550 cây này thôi, mã số là 680 nha. Rồi cái 684 cũng là Oppo F5 luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Em có hai cây em đăng là 683 và 684 ha. Đó, 800k một cây thôi. Găng tay một chạm luôn, màn hình thì full chức năng không lỗi gì hết. Ghim nguyên cây. Máy móc ok ha. Em test hết trơn rồi. Chứ rồi tới chỗ vô tá giao thì test lại một cái giùm em nha. Máy móc em test sẵn hết rồi á. Máy móc em test hết rồi. Rồi có gì test lại giùm em đây. Số này số em test nè ha. Rồi cây này 800k nha, mã số là 684 nha. Nó xài được hai sim 4G ha. Rồi 687 nè. Cũng là Redmi S2 luôn. Redmi S2 nha. Camera kép, găng tay một chạm, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này có hồng ngoại luôn, tất cả Xiaomi của em bán là đều hai sim hết nha, hỗ trợ 4G bình thường. Có cây lên 5G luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 nha, 800k. Găng tay một chạm luôn, mã số là 687 nha. Đó, chơi tất cả các loại game. Liên quân Wi-Fi BU, em tải sẵn ứng dụng nè, xài bình thường ha. Pin thì tốt nha. Pin ok, em test cũng là nghe gọi rồi test này cái kia rồi vô video coi một thời chứ. Cây này 8 nhân mỗi nhân 2.1 nha. Em có test sơ sơ hết đàng hoàng hết rồi. Ship lại cho bà con phải test một cái nữa giùm em ha. Bỏ sim nghe gọi ok ha. 800k, mã số là 687 nha. Đó, 800k. Rồi cái 689 nè, cây Redmi S2 nha. Cây này full chức năng, không lỗi gì hết. Cây này pin trâu. Máy thì rất là mạnh, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, camera kép, găng tay một chạm ha. Cây này em bán giá 1 triệu em để 999 cho đẹp nha. Em bán giá 1 triệu xài được hai sim, có hồng ngoại. Cây này thì chuyên giờ chơi game, liên quân Wi-Fi be up ok, full chức năng không lỗi gì hết, pin thì tốt. Máy móc ok, màn hình green luôn, máy cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, không lỗi gì hết nha, có lỗi thì em báo ha. 689 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel hay là chuyển khoản em 50% nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship ha. Rồi cây này giá là giá 1 triệu nha. RAM 4 689 nha. 689 nha. Rồi cây này 690 nè, 690 nha. Cây này là cây Redmi Note 5, RAM 4, bộ nhớ 64, Android 9 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, chơi tất cả các loại game, bao hết ha. Camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại luôn, xài được hai sim 4G. Cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 690 nha, 690 ha. Nó full chức năng không lỗi gì hết nha. Full chức năng không lỗi gì hết nha. Máy ok hết toàn bộ luôn. Nó xài được 8 nhân mỗi nhân 1.8 nha, RAM 4 luôn, cực kỳ mạnh nha. Máy móc ok, chơi tất cả các loại game luôn, không lỗi gì hết nha, hai sim luôn, 690 nha. Giá 1 triệu ha, màu xanh ha. Em có cây xịn sò nè.
Cây này lâu lắm rồi em mới bán cho bà con ha. Cây này xịn lắm nha, chứ không phải thường đâu, đời mới sau này sạc đuôi tai si. Cây này em đăng cái giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Nếu mà con search trên mạng mà coi ha, thì ai mua được mua, chứ em ít khi nào bán dòng cao lắm, lâu lâu chen vô một cây hai cây chơi nha. Đây nghe, Galaxy A32 chính hãng Samsung. Cây này RAM 8 cộng 8 là RAM 16 á. Bộ nhớ 128, Android 13. Cây này 4 camera. Găng tay thì không biết đâu. Cây này giá 2,5 triệu, 2 triệu rưỡi nha. Chính hãng Samsung, xài được 2 sim. Màn hình nó một cái ha, pin thì tốt. Giọt nước đó. Trời ơi cái màn hình em quay một cái ha. Máy tao nó đẹp. Đó, rin nguyên cây luôn. Rin nguyên cây luôn. Đó, của chính hãng Samsung nha. Đây RAM là RAM 8 nè, thấy không? Ổ chớ 128 nè. Đây, em bắt cộng 8 cho coi nha, chứ bà con nói em sợ nha. RAM Blast cộng 8 nè nha. RAM 8 nè nha. Mình muốn cộng bao nhiêu thì mình nói nha, từ 8 trở lại nha. 8642 nha. Rồi 2,5 triệu cái này nha. Mã số là 692. Ai mua thì cọc cái này khoảng 100 trở lên em mới cho tự đi nha. Chứ cọc dưới không có công lắm, tại dòng cao. Rồi 692 nha, giá 2,5 triệu nha. Galaxy A32 nha, pin thì rất là tốt nha, máy móc ok full chức năng nha. Camera thì thôi cực nét luôn đó, chứ không phải tình thường nha. Tại dòng cao mình muốn kỹ cho bà con ha. Cực nét, máy móc ok đẹp, Genspan luôn, chơi tất cả các loại game. Ứng dụng thì lướt nhẹ nhẹ chứ nó chạy nhanh quá phải thắng lại bớt nha. Quá đẹp. A32 nha. Rồi cây 643. Cây này Redmi 5A nha. Cây này bị nứt kính ha. Bị nứt kính Redmi 5A luôn. Xài được 4 nhân, mỗi nhân 1.4. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Zalo, Facebook, YouTube ok, xài được 2 sim. Hỗ trợ được 4G. Cây này em bán 350 nha. Mã số là 643 nha. Cây này thì full chức năng hết, như là nứt kính thôi. Máy móc ok ha. Chơi được game luôn á. 4 nhân luôn, mỗi nhân luôn. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Rồi 350 nha, 643 ha. Rồi 647 nè. Cây Galaxy Z500 ha. Cây này Z5 ha. Màn hình em bán bằng cái giá luôn. Bán 500k bằng cái giá màn hình luôn ha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, vỏ 6-5 tháng nha. Màn hình thì đẹp ken ha. Màn hình thì gin luôn. Đó, máy móc ok gin luôn ha. Gin đẹp luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Em bán 500 nha. Mã số là 647 nha. Cây này xài được 2 sim 4G ha. Đó, 647 nha, 500k ha. Z500 nha. Rồi 651 nè. Cây này cây Oppo F1W ha. Cây này bị ám ha, không nứt không bể không gì hết, bị ám ha. Đó, cây này RAM 3 nha. RAM 3 mà bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này bị ám nên em bán 400k nha. Mã số là 651 nha. 651 nha. Oppo mà RAM 3 ha. Màn hình nó ám tí nha, nó ám vàng vàng nhẹ ha. Nó không ảnh hưởng gì hết, xài bình thường không có gì hết, nghe gọi tốt. Sim bọng ok. Pin tung tốt luôn ha, 400k cái này không? 651 ha, 651 nha. Rồi cây 657 nè. Cây này cây Oppo 51W nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Zalo, Facebook, YouTube thì ok. Cây này 657 nha. Đó, cây này thì sở hữu được 2 sim, xài 4G. Cây này có hồng ngoại, hồng ngoại trên đây ha. Đó, máy móc ok, full chức năng ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng nè. Đó, vô rồi xài thôi ha. Máy móc ok, full chức năng, không lỗi gì hết nha. Pin tốt lắm nha. Rồi, cây này là A51W nha, 500k, mã số là 657, màu đen ha. Rồi cây 660 là cây Oppo Neo 9 nha. Oppo Neo 9 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này em bán 500k, mã số là 660 ha. 660 nha. Rin nguyên cây luôn. Màn hình rin luôn nha. Nó chạy nè. Em vuốt thử ha.
máy móc ok, full chức năng ha, của chính hãng của Oppo ha, 500k mỗi số 660 nha. Rồi cái 661, cái này là S7 Edge nha, S7 Edge, cây này bị đốm một miếng ở góc này, không nứt không bể gì hết luôn nha. Máy cũng còn đẹp ha, RAM 4, bộ nhớ 6, bộ nhớ 32, RAM 4, bộ nhớ 32, Android 8 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này em bán 700 nha, mã số là 661 ha. Cây này có đo nhịp tim, màn hình cong sạc không dây. Đó, màn hình thì bị đốm một miếng nha, không nứt nha. Nó bị đốm à. Xài bình thường không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, mua rẻ thì bán rẻ, chứ nếu mà không đốm thì cây này khoảng 2,5 triệu. Mình đốm đốm thì mình xài cho rẻ rẻ hơn, có 700k xài màn hình cong đồ bị bạ chơi ha, sạc không dây đâu. 661 nha, mã số 661 ở sau lưng này không có bể nha. Vugame, cây này Vugame nha, 664 Vugame nha. Cây này cây Redmi 5 Plus nha. Redmi 5 Plus thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Cây này 664 nha, găng tay một chạm, có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim 4G ha. Máy móc thì Vugame nha, máy game bỗng người ok, chơi được hết toàn bộ luôn. Nó rất là mạnh nha. Em test ok hết toàn bộ luôn ha. Máy móc nó chạy đã lắm nha. Nó chạy 8 nhân, mỗi nhân 2 hết ha. Cực kỳ mạnh luôn, chơi được tất cả các loại game nha. Vỏ nó xấu qua 5 tháng nha. Rồi cây này em bán có 800k nha, mã số là 664 nha. Rồi cây mã số là 667 nè. Cây này cây LG V20 nha. LG V20 thì có găng tay một chạm nè. Cái nút này là nút nguồn luôn nha. Nút nguồn là cũng là nút găng tay luôn nha. Nó có hồng ngoại nè. Đó, nút lớn nhỏ là nằm đây ha. Rồi, cây này thì camera kép nữa ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 9 chấm nha. Cây này Zalo, Facebook, YouTube ok ha, màn hình Super AMOLED nha. Có hiển thị gọi giờ nằm đây, thông báo nằm đây ha, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha. Cây này mã số là 667 nha, V20 nha. Bấm hai cái màn hình cũng mở nữa nha. Máy này màn hình Super AMOLED full nguyên cây, đẹp Kensho Band, màn hình green luôn. Đó, pin thì cũng tốt lắm nha, pin ok lắm ha. Máy móc ok ha, bấm nút sau cũng tắt nữa ha. Đó, có hồng ngoại luôn nha. Cây này sạc bằng đuôi taxi luôn nha. 667 nha, 950 nha, mã số 950 nha. Mã số 667 em bán 950 nha. Có cây này bị bơm A8 Plus bị sọc một đường ha. Cây này không có sọc là giá trên núi rồi, 2 triệu lận. Còn bị sọc miếng ha. Cây này RAM 6 nha, bộ nhớ 64. RAM 6 là rất là mạnh nha. Nó ít khi nào mà nằm trên Samsung. Samsung RAM 6 là nó ghê lắm chứ không phải thường nha. Android 8 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok, chơi tất cả các loại game. Game luôn nguyên cây. Bị nứt bị sọc một đường nha, sọc một đường nè. Đó, sọc một đường vậy ha. Cảm ứng không ảnh hưởng gì hết nha. Cây này em bán giá 1,2 triệu nha. Đó. Cài đặt ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn ha. Đó, chơi được tất cả các loại game luôn. Đó, máy móc ok, full chức năng nha. Em tải sẵn ứng dụng luôn ha. Nó bị sọc một đường thôi ha. Rồi, giá 1,2 triệu nha. Mã số là 668 nha. Găng tay ở đây ha. Đó, có sạc nè. Đó, sạc đuôi taxi luôn nha. Em theo cho theo cáp sạc taxi luôn nha. Máy móc ok ha. Rồi mã số là 668 nha. Rồi cái 636 nè. Cây này Galaxy Z500 nha, riêng nguyên cây luôn. Cây này của Samsung nha, xài được 2 sim, học online tốt, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này 636 nha. Cây này đúng ra em bán 500 mà em thấy màn hình nó hơi chày nhẽn. Em bán giá là 450 nha, mã số là 636 nha. 450 cây này ha, full nguyên cây, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, màn hình thì đẹp riêng nhân nha. Máy móc ok luôn, em vô màn hình trắng cho coi ha. Pin thì tốt. Chính hãng Samsung 2 sim luôn nha, Z500 nha, 450 nha. Mã số 636 nha. Rồi cây 626 ha, cây Galaxy A6 bị nứt kính miếng tí nỉ ha, nứt đây miếng nè. Đó. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 650 nha.
mã số là 626 nha, găng tay một chạm luôn, chính hãng Samsung nha. Là Galaxy A6 luôn á, xài được 2 sim nha. Màn hình rin luôn, đi ép kính được luôn ha. Nhưng mà em thích để vậy chỉ bán cho rẻ nha. Ai muốn ép thì ép ha. Đây mẻ ăn tí nị, còn đây thì nứt đây miếng ha. Không ảnh hưởng gì hết. Full chức năng không lỗi gì hết, RAM 3, bộ nhớ 32, em tải sẵn ứng dụng sẵn này ha. Wi-Fi tốt, pin thì tốt luôn ha. Rồi cây này em bán giá 650 nhưng mã số là 626 nha. Cây A6 ha. Rồi em có cây Compact nữa nè, Compact E502 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này em bán 450 nhưng mã số là 596 nha. 596 xài được 2 sim ha. Của hãng Compact riêng nguyên cây nha. Máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng rồi. VND, Zalo, Facebook, YouTube nữa không? Em tải sẵn hết rồi ha. Để vậy xài thì rất là mạnh nha. Còn muốn tải thêm thì tùy theo quý vị, tải nhiều thì nó chậm tí ha. Rồi. Cây này full chức năng không lỗi gì hết nha. Của thằng Compact chính hãng luôn ha. 450 ha. 596. Rồi ai mê dòng màn hình cong của Samsung ha, S7 Edge thì vô đây ha. S7 Edge nó nứt kính, nứt lưng ha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android 8 chấm nha. Cây này có đo lường nhịp tim ha. Có sạc không dây nha, mà RAM 4 nha. Màn hình cong Super AMOLED nha. Cây này em bán 700 giống như máy bán sát vậy nha. 605 ha, mã số là 605 700 thôi nha. Đó, màn hình thì nứt. Đó. Xài bình thường cảm ứng ok luôn ha, full chức năng nha. Tại cây này cảm ứng nó dính vô màn hình nên nó nứt thì nứt, kệ bể cũng được, nếu mà cảm ứng cũng bình thường luôn. Nó ngộ vậy. Cây này màn hình cong Super AMOLED của Samsung nha, bị ám phân nửa ha. Màn hình thì không đốm nha, không đốm, bị nứt thôi. Máy móc ok, ai trải nghiệm màn hình cong vô đây ha. Sạc không dây rồi ha. RAM 4 bộ nhớ 32, chơi tất cả các loại game nha, trên màn hình cong nha. Coi phim thì cực kỳ đẹp nha. Coi phim thì ok luôn ha, màn hình nó sâu đen đã lắm nha. Rồi 700k nha, mã số là 605 nha, 605. Rồi cây này được 2 sim luôn nha. Cây này 2 sim luôn nha. Nó S7 Edge được 2 sim luôn, cực kỳ đã luôn nha. Găng có đo được nhịp tim nè, có sạc không dây ha. 605 nha, 700k. Rồi 615 nè. Cây Galaxy A20 nha. Camera kép, găng tay một chạm, 2 sim. Máy này của Samsung chính hãng. Cây này em bán giá 1 triệu nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 10 chấm luôn. Em bán giá 1 triệu nha. Mở số là 615 nha. Vỏ thì nó xấu qua 5 tháng ha. Sạc bằng đuôi taxi luôn. Màn hình thì đẹp fan span luôn. Màn hình là Super AMOLED. Đẹp lắm nha. Giọt nước luôn. Màn hình gọi là giọt nước ha. Em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Máy móc full chức năng không lỗi gì hết nha. Em test kỹ lắm rồi. Gố gắng test cho bà con ha. Giá 1 triệu nha. 615 nha. 615 ha. Cây này lâu lâu em có một cây hàng hiếm nha. Hàng hiếm, hàng tuyển nha. Hàng để dành nha. Oppo Reno 2F. 1, 2, 3, 4. 4 camera nha. Còn cái kính này là kính để selfie nha. Có nghĩa là người ta dùm vô cái kính này, thấy người ở trong đó mà vừa người ta chụp hình bằng kính cam sao á. Còn cái này là đèn LED ha. Cây này thì camera trước nó thụt lò nha, lo cũng chết ha. Cây này RAM 8 mà cộng 5 là RAM 13 nha. Bộ nhớ 128 nha, Android 11 chấm nha. Nova Reno 2F nha. Giá 2 triệu 2 nha, mã số là 617 nha. 617 nha, sạc bằng đuôi taxi ha. Máy móc ok, full đẹp. Màn hình đẹp ken sẽ bên luôn, green luôn ha. Cam trước là thụt lò nha. Cam sau nè ha. Cây này thì cam trước nó thụt lò nha. Đó, thụt lò ha. Nó mở cam lên fade đi đã lắm. Mình fade đi cái mỗi lần mình bắt cái máy lên nó thọt lò ra, nó nhận dạng khuôn mặt á, đẹp lắm. Cây này phái vậy nhưng mà nó cũng mạnh mà. Nó là RAM 8 cộng 5 là RAM 13, bộ nhớ 128 nha. Giá 2 triệu 2 cũng nói chung là không mắc nha. Nói chung là em bán giá này chứ người khác không có vụ giá này đâu. 617 nha, mã số là 617, 2 sim luôn ha, chính hãng của Apple nha. Hàng chính hãng nha. Rồi 2 triệu 2. Em có
Rồi mã số là 578 nè. Redmi 4X ha, Redmi 4X nha, găng tay một chạm nha. À, cái này gam 2, 4x16, Android nó 7 chấm nha. Em bán 600k nha, hỗ trợ được 4 nhân mỗi nhân 1.4 ha. Cái này RAM 2 4x16 rất là mạnh, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. 578 nha, mã số 578 có thể chơi được liên quân luôn á. Tại nó là 4 nhân mà. Nó gấp 4 lần cái điện thoại của người ta. Green nguyên cây luôn nha, nó chạy nè. RAM 2 4x16 nhân cho 4 nhân ha. 600k mã số là 578, chính hãng của Xiaomi ha. Rồi 583. Cây này cây Vivo 3 Max ha. Vivo 3 Max. Cây này RAM 4 nha. Của một Vivo màn hình Super AMOLED. À, găng tay một chạm luôn. RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 5 chấm, Zalo, Facebook, YouTube ok. Em bán 800k nha. RAM 4 mà bán 800k nha. Mã số là 583 ha. 583. Đó, máy móc ok, full chức năng nha. Đó, đã lắm nha. Không lỗi gì hết, full nguyên cây luôn nha. Đó, cây này xài được 2 sim luôn nha. 800k, mã số là 583 nha. RAM 4 luôn á. Chơi được tất cả các loại game, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Rồi 584 nè. Cây này Oppo F5 nha. RAM 4 nha. Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 800k nha, găng tay một chạm ha. Đó, máy móc ok luôn ha, pin tốt luôn ha. Full chức năng, không lỗi gì hết nha. Ê, RAM 4 nè, bộ nhớ 32 ha, Android 7 nè ha. Cây này 8 nhân ha. Đó, máy móc ok, full chức năng, em tải sẵn ứng dụng rồi ha. Pin thì tốt nha. Xài được 2 sim luôn. Chính hãng Apple ha, 584, 800k nha. Rồi cây này 586 là chính hãng Samsung nha, Galaxy A20 nha. Cây này cái nắp nó màu đỏ nhưng mà nó chạy ha, em dán cái keo lên cho đẹp ha. À, găng tay một chạm luôn, đèn camera kép luôn ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 11 chấm nha, Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cây này em bán giá 1 triệu nha. A20 luôn, bán giá 1 triệu luôn nha. Nó con cá nó lội thấy biết rồi, gỡ nào rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng nè ha. A20 không lỗi, full chức năng nha. Đó, máy móc ok ha. Sạc cũng đuổi taxi luôn nha. Em cho theo cáp luôn ha. Rồi cây này thì em mới mua một phần cáp taxi về tặng cho bà con. Cái 586 ha, một giá 1 triệu nha. Giá 1 triệu ha. 587 nè. Cây này đẹp hơn cây đó ha. Cây này Galaxy A20 luôn, RAM 3 bộ nhớ 32, RAM 11 luôn. Zalo, Facebook, YouTube ok ha. Cái lưng thì còn đẹp hơn miếng ha. Cây này em bán giá 1 triệu mốt nha. Camera kép luôn, găng tay một chạm luôn. Giá 1 triệu mốt nha. Mã số là 587 nha. Đó, em tải cũng con cá sẵn luôn. Đẹp nha. Rồi 587 giá 1 triệu mốt nha. Rồi cây Sony Z5 nè ha. Cái nắp đậy nó mất rồi, kéo cái lưỡi này ra xài được 2 sim ha. À, một sim, 2 sim gì đó, quên nè, em coi lại. Để hồi em coi lại ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm ha. Cây này em bán 700k nha, vuông vuông đã rồi ha. Đó, cây Sony nha. 700k, mã số là 557 nha, 557 ha, găng tay trên nút home ha. À, găng tay trên nút nguồn nha. Cây này sản xuất từ nước Nhật nha. Sản xuất từ nước Nhật ha. Em test sim gọi nha, máy móc ok. Cây này một sim ha. Rồi, sản xuất từ nước Nhật nha. Cây Sony sản xuất nước Nhật nha. 700k, mã số là 557 nha, 557 ha. Em có cây màu gold ha. Cây này là F5 luôn, RAM 4 bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Cái cục pin của nó hơi yếu ha. Em lấy cục pin khác em bỏ vô nó hơi bự ha. Cục pin này không phải là phù nha, cục pin khác thôi, nhưng mà mạnh hơn cục pin của Green của nó luôn. Cây này xài tốt lắm. RAM 4 bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Em bán 800k nha. Mã số 559 nha. 559. Đó, cũng là Oppo F5 luôn, 2 sim luôn. Đó, máy móc ok full ha. Đó, pin tốt lắm nha. À, cây này 800k, mã số là 559 nha. Chơi được Zalo, Facebook, YouTube, chơi được tất cả các loại game nha.